Hello các bạn, chào mừng đến với nhà cú, mình là Bảy Bình Bông. Trong video hôm nay chúng ta sẽ đi loot tiếp tục cái map số 2, map khu viện nghiên cứu khoa học công trình động năng Fontaine. Và sau cái map này thì chúng ta chắc chắn là sẽ nhận được cái danh thiếp và cũng như là 100% cái thành tựu của mình rồi. Đây chính là cái danh thiếp này, rất là đẹp, rất là lung linh. Trước khi mà các bạn đi nhặt đấy, thẻ bảy tôi vẫn có những cái lưu ý dành cho tất cả các bạn. Đó là các bạn nên làm những cái video như là nhặt dương hiếm này, dương kỳ dị này. Và toàn bộ những cái nhiệm vụ thế giới, nhiệm vụ ẩn, nhiệm vụ của map 4.1 ấy, trước khi mà các bạn đi nhặt full map nhé. Tránh trường hợp có một số cái dương các bạn sẽ không nhặt được nếu mà các bạn chưa làm nhiệm vụ. Rồi, không dài dòng nữa, chúc tất cả các bạn tối tốt lành. Đừng quên để lại cho Bảy xin một like cũng như kéo xuống một chút xíu thôi. Anh em ấn thêm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Intro nào. Với cái số 1 ấy, thì chúng ta sẽ bắt đầu ở đây. Các bạn dịch chuyển đến cái điểm dịch chuyển ở bên dưới này, khu hành chính của Học viện Khoa học Fontaine. Từ cái điểm này các bạn chạy ngược về đằng sau. Đấy, chúng ta sẽ đến cái khu hành chính đấy. Cái map mới của khoa học này nó sẽ dài hơn cái map map kia rất là nhiều nhé. Cái map bên Lifei ấy. Nên là các bạn chuẩn bị cho mình cái tinh thần là một cái video này các bạn nên chia thành khoảng vài ba ngày các bạn đi farm. Nó sẽ ok hơn. Đó, các bạn trèo lên cái cửa này. Các bạn lấy cái năng lượng màu đen này. Từ từ, tôi nhảy nhầm rồi. Đây, các bạn nhảy xuống bên dưới này. Rồi, các bạn phá cái cục pin này ra. Đó, bây giờ thì các bạn mới leo lên tầng 2 để các bạn đánh quái. Đấy, cái đường cũ mà tôi không bao giờ tôi leo cái đường cũ luôn nhá. Cứ cái đường mới này đấy, lại bắt đầu sáng tạo những cái đường mới vậy. Cái đường kiểu nó bị dở người, nó bị ngu ấy. Xong giờ tầm này hết thể lực này. Đấy, bắt đầu leo tường kiểu hết thể lực, lo. Mà rõ ràng cái đường kia là chúng ta chỉ nhảy hai lần cái đến cửa sổ đi vào đánh quái là xong. Chả hiểu kiểu gì luôn. Các bạn thông cảm tí nhá. Sau khi đánh quái xong các bạn sẽ sử dụng cái camera này. Đó, các bạn chuyển cam. Các bạn lấy năng lượng từ cái cục pin lúc nãy mà chúng ta kích hoạt ấy. Các bạn lại chuyển cam về cái cam cũ. Các bạn bắn vào cái cục pin ở chỗ cái dương. Rồi, bây giờ thì các bạn nhảy xuống lấy dương như bình thường thôi. Với cái số 2 nhá, từ cái địa điểm này các bạn sẽ đi xem nào. Đây, các bạn đi cái cửa này bên này là hợp lý nhất này. Có cái đường ở bên dưới đấy. Đó, các bạn sẽ đi qua anh người máy. Nhặt mấy con tinh điệp. Ôi giời, có hai con mà nhặt được một con luôn đó. Rồi đến chỗ này thì chúng ta bắt đầu nhìn thấy là có cái năng lượng màu trắng đúng không? Các bạn trèo lên trên cái đỉnh quả đồi này. Các bạn lấy cái cục năng lượng màu trắng này. Các bạn bắn vào cái cọc kia là 1 này và cọc số 2 là sau tảng đá đấy. Rồi lấy này, cọc số 2. Đó, bắn xong hai cọc đấy là chúng ta sẽ có dương của mình thôi. Bản này tôi nổ Yelan C1 các bạn ạ. Từ cái điểm đấy các bạn chạy sang phía bên này nhá. Thì các bạn sẽ thấy là có một cái quả bóng nước ở bên dưới kìa. Chúng ta sẽ dùng những nhân vật hệ thảo của mình để có thể phá được quả bóng nước này nhanh hơn. Kệ cái con hoa lừa dối các bạn, không cần quan tâm đâu. Các bạn chỉ tập trung vào nhặt dương của mình thôi, đỡ mất thời gian. Chúng ta tốn rất nhiều thời gian đấy các bạn. Từ cái điểm này các bạn đi xuống bên dưới đó, chúng ta sẽ có chỗ đánh quái và nhặt dương của mình. Tiếp tục các bạn đi lên trên này một chút, chúng ta sẽ thấy là phía trước chúng ta sẽ có một cái công trình, một cái tòa tháp đấy. Lách lách qua mấy con quái nhá. Chúng ta không định đánh quái đâu, mất thời gian lắm. Đây, đến chỗ này. Bây giờ các bạn cần phải làm gì? Ấn bắt đầu và khiêu chiến như bình thường thôi. Đánh nhiều lần lắm đấy các bạn ạ. Một lần này. Nó chậm lại này, đánh hai lần. Ôi trời ơi. Tất cả những cái trụ kiểu này tôi phải mất ít nhất là hai lần để mới qua được đó các bạn. Không biết là các bạn đánh như thế nào, riêng cá nhân của tôi mất đến hai lần mới qua được. Đấy, thôi xong rồi, lần ba rồi. Đau đầu thế nhỉ. Các
các bạn đoạn này có thể là skip đến đoạn lấy dương luôn, hợp lý đấy. Bởi vì cái đánh này thì ai cũng như ai thôi, dựa vào trình cả. Trình tôi cao thế nên là đánh lại nhiều lần quá mà. Niletti của tôi build lên 80 rồi đấy. Tôi là không đang phân vân là không biết có nên nâng lên khoảng 90 không. À đấy, đánh xong được cái dương siêu cấp này. Ngon này. Sau khi lấy cái dương này các bạn sẽ chạy theo cái rìa núi này, đi lên trên cao. Các bạn trèo từ đây trèo lên. Rồi các bạn lách lách từ đây một xíu. Đó, ở đây các bạn sẽ thấy là có mấy giọt nước ấy. Các bạn nhặt đủ 3 giọt nước nhé. Các bạn gắn vào giữa này. Rồi, bây giờ các bạn sẽ làm gì để cho nó đi vào ta? Xem nào. Chúng ta đang đợi cái gì nhỉ? À đây, chúng ta đang đợi giọt nước nó hồi sinh. Đấy, các bạn đợi nhặt đủ 3 giọt nước, chúng ta sẽ bắt đầu là đi đun đun từng cái một. Các bạn đun từng cái, đun sôi là nó sẽ tự động nó đi vào trong cái bình nước kia. Thực tế thì các bạn hoàn toàn có thể dùng Barbara, nó sẽ không phải mất cái thời gian mà chúng ta đợi những giọt nước. Còn như thế này là chúng ta đang mất thời gian đợi những giọt nước, nhưng mà thôi không sao cả các bạn. Mất một chút thời gian cũng được. Rồi. Từ cái điểm này các bạn chạy xuống phía trước mặt của chúng ta thôi là chúng ta cũng đã thấy một cái dương rồi. Các bạn chỉ việc đánh quái vào nhặt dương của mình thôi. Tiếp tục từ cái điểm này các bạn chạy xuôi theo con đường. Chúng ta sẽ đến một cái gò núi. Các bạn sẽ lách dưới bên này. Các bạn chạy lên núi cho nó gần. Đó, các bạn chạy lên. Chỗ này nó sẽ có cái chỗ mà các bạn bắn quả bồng bồng ấy. Cái con bot người máy ở đây tôi chưa đánh lần nào đâu nhá. Bây giờ các bạn dịch chuyển lại cái điểm dịch chuyển lúc lẫy mà chúng ta bắt đầu ấy. Thì thay vì lúc lẫy mà chúng ta đi ngược về đằng sau đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ khiêu chiến một cái khiêu chiến ở ngay cái điểm dịch chuyển này thôi. Đây, nó ở đây này. Từ cái điểm khiêu chiến này nhá, các bạn đi xuống dưới. Đây, ở đoạn này, từ từ thôi, bởi vì nó sẽ có một cái hạt nhân màu đen. Đó, các bạn nhặt cái hạt nhân này, các bạn mang xuống bên dưới này. Các bạn bắn vào cái cọc này. Rồi, bây giờ các bạn giết con chim. Rồi, ra lấy hai cái đùi của mình thôi, dễ dàng, easy. Ok, nó rơi xuống đấy thì ai mà lấy được. Ừ, một cái nó rơi ra mà ra hẳn biển luôn ạ. Thôi, kệ đi các bạn, chúng ta khởi động cái camera của mình. Các bạn sử dụng cái năng lượng ở bên này. Ồ, cái này là trong chỗ cái gì đấy, pháo đài Meropai mà đúng không? Sao lại có cái điểm sáng nhỉ? Thôi, các bạn chuyển cam sang bên này nhá. Các bạn lại chuyển cam tiếp sang bên này. Các bạn tiếp tục chuyển cam sang bên này. Bây giờ các bạn bắn vào cái cọc này chỗ mở dương đấy. Rồi ok, bây giờ chạy lên mở dương thôi. Các bạn có thích cái cơ chế chuyển cam với cả giải đấu mới của 4.1 không? À đâu, Thủy Quốc mới đúng chứ nhỉ? 4.1 thì hơi chung. Tôi thích cái cơ chế đấy phết đấy. Nó nhàn. Rồi từ cái điểm lấy dương đấy các bạn chạy theo hướng này. Trước mặt của chúng ta các bạn nếu mà tinh mắt thì có thể thấy là có 3 giọt nước đấy. Các bạn lấy 3 giọt nước này. Rồi bây giờ các bạn trèo lên trên cái cửa này. Các bạn lấy cái khối màu trắng này. Các bạn bắn vào cái cọc ở bên dưới này. Các bạn mở cái cơ quan để mở cửa. Các bạn bật cái nút này để chuyển màu vàng. Các bạn đứng ở giữa này để cho đun sôi nước. Rồi ok, sau khi mà đun sôi đủ hai cái đấy thì chúng ta sẽ có cái dương của mình thôi. Từ cái điểm này các bạn nhảy xuống một chút xíu, chúng ta lại có một quả bóng nước. Quả này người ta gọi là quả gì ấy nhỉ? Ôi sao quả này... Uầy, chúng ta có nước ở trong đấy cái nó nổ một đống bong bóng luôn ạ. Lạy chúa, đam đau thật sự. Từ cái điểm này nhá, các bạn sẽ chạy theo con đường. Thì ngay bên cạnh chúng ta sẽ có một cái chỗ mà các bạn đánh quái nhặt dương của mình.
từ cái điểm này này, các bạn lại chạy tiếp lên trên cái chỗ công trình đổ bên này. Thì ở đây nó có một cái dương thường ấy, các bạn làm cái nhiệm vụ chính tuyến thì chúng ta sẽ mở được cái cửa này. Đó. À đâu, cái làm nhiệm vụ ghi chép Viện Khoa học Fontaine ấy, nhiệm vụ thế giới thì chúng ta sẽ mở được cửa đấy. Và sau khi mở cửa chúng ta sẽ có cái dương thường này. Từ cái dương thường đấy các bạn trèo lên trên tầng 2. Rồi, các bạn chạy lên trên đây, từ đây nhá, các bạn nhảy sang cái dãy núi kia. Ô, sao đứng dưng cái tầm này đói ngang nhỉ? Tôi là hơi đói đói các bạn à. Chả lẽ bao lại đi ăn cái. Rồi, chạy lên trên này các bạn sẽ thấy có một cái cổng nước. Thật ra là nó sẽ có khoảng hai cái cổng nước. Thì tôi chọn cái cổng nước xa nhất. Các bạn hoàn toàn có thể đi sang phía tay trái nhé, không phải đi sang phía cái cổng nước tay phải này. Thì cổng nước tay trái nó sẽ gần hơn. Rồi, cổng nước đưa bạn bay lên cao đúng không? Đây, dưới chân của chúng ta có cái cổng nước bên... bên tay trái đấy, đấy chính là cổng nước dưới chân này này. Thì các bạn sẽ bay thẳng lên trên cái cầu này, còn cổng nước bên này thì các bạn sẽ bay cao và các bạn bắt buộc là phải bay ngược về phía đằng sau để chúng ta đến cái cầu khiêu chiến. Đó. Nhiệm vụ của các bạn bây giờ là đánh bại tất cả những kẻ địch ở trên cái cầu này trong vòng 70 giây. Cái này thì không khó, kẻ địch thì các bạn có một cái team tim ổn ổn là mình cũng đánh qua được. À lại nói đánh kẻ địch, có anh em chia sẻ ở trong cái bình luận ở video trước ấy, thì có anh em bảo là anh em không thích cái cơ chế gì nhỉ, thay đổi cái đột phá đúng không? Đây, từ cái điểm này để tôi hướng dẫn các bạn ở dương này đã nhá. Từ cái điểm này các bạn bay xuống cái chân cầu kia. Anh em có bình luận rằng là anh em không thích cái cơ chế bí cảnh đột phá mới bởi vì là nó khó hơn cái bí cảnh cũ. Ủa, thế á? Các bạn AR50 rồi mà không đi qua được cái bí cảnh đột phá mà. Thật sự là khó vậy á. Tôi cũng chưa thử trải nghiệm, tôi cũng chưa rõ. Rồi, sau khi đến chỗ này, đoạn này các bạn đánh quái trước này. Sau khi đánh quái xong thì các bạn sẽ phá cái thùng gỗ ra để chúng ta nhặt được cái cục pin. Các bạn mang cái cục pin đấy để gần vào cái chuồng này và chúng ta sẽ mở được cái cửa có dương này. Cẩn thận không là chúng ta ấn nhầm đấy. Đó. Từ cái chuồng dương này các bạn sẽ chạy theo con đường này. Cứ chạy theo con đường thôi. Đó, chỗ này chúng ta có một chỗ khiêu chiến và lấy dương của mình đấy. Từ chỗ khiêu chiến đánh dương này các bạn sẽ thấy một cái lỗ. Các bạn nhảy xuống cái lỗ này. Cái lỗ này các bạn cần phải làm cái nhiệm vụ 7 cái khối khoáng thạch tần bí thì chúng ta mới mở được nhé. Chứ không các bạn không mở được đâu. Trong này nó sẽ có hai cái dương hiếm và một cái dương siêu cấp. Hai dương hiếm thì bởi tôi hướng dẫn các bạn lấy rồi. Còn bây giờ chỉ là cái dương siêu cấp. Mà cái dương này nó chỉ cho các bạn cái ly ốc biển khô thôi, chứ gọi là một vật kỷ niệm ấy, chứ nó không cho các bạn nguyên thạch hay là tài nguyên gì đâu. Từ cái điểm này các bạn chạy ra ngoài. Bây giờ các bạn lại đi ngược theo cái con đường mà lúc nãy chúng ta đi ra đấy. Đó, các bạn cứ chạy theo con đường này. Đến đoạn này thì các bạn sẽ quành bên này. Đó, các bạn chạy thẳng đến vị trí của cái gì gió nhỉ, tôi quên mất. Đạo sĩ băng à? À đâu, sẽ gọi đạo sĩ. Thôi từ cái chỗ đạo sĩ băng ấy các bạn. Cái gì tôi quên mất tên rồi. Đấy, các bạn bơi chạy sang cái công trình bên này, các bạn lấy cái khối năng lượng màu đen này, các bạn bắn vỡ cái cọc màu trắng này. Là chúng ta sẽ có dương. Sẽ được gọi là đạo sĩ. Đừng quên. Đừng quên tên ngang luôn đó. Rồi từ cái điểm đấy các bạn lại nhảy ngược lại để trèo lên trên cái tòa này nhá. Rồi từ cái tòa này các bạn nhảy sang cái cầu bên này. Đến chỗ này thì các bạn sẽ đổi sang bác Bara. Rồi các bạn bật cái e của bác Bara lên để đun nước. Sau khi đun nước xong thì chúng ta sẽ các bạn nhớ ấn tương tác với cái này để mở khiêu chiến nhá. Ấn F ấy. Khiêu chiến của các bạn là đi thu thập lại toàn bộ những cái hạt nhân thủy này. Dễ mà. Công nào đen thì rơi đấy. Công nào đen thì rơi thì chấp nhận thôi chứ còn. Con kia là con gì tôi được quên mất nhỉ? Đạo sĩ hay là cái gì nhỉ? Kiếm sĩ à? Kiếm sĩ phải không? Chắc là kiếm sĩ hợp lý hơn nhưng nhỉ? Nghe đạo sĩ nghe hơi.
Rồi sau khi lấy cái dương đấy của các bạn xong nhá, thì đây các bạn nhảy thẳng xuống dưới nước này, cứ nhảy thẳng xuống. Đó, bên dưới này các bạn sẽ thấy có một cái công trình đổ ở bên dưới này này. Ôi giời, ba con hải cẩu. Ê, ba con hải cẩu nhìn đáng yêu nhở, nhìn muốn thịt nhở. Tôi lên tôi lướt 2E của Zealan thôi là nó nằm đấy. Ở chỗ này chúng ta có cái khiêu chiến cái quả nổ đỏ đúng không? Các bạn nhặt cái con sứa ở bên này. Đó, các bạn thả một con sứa vào chỗ đông nhất. Thả vào giữa đấy. Rồi, bây giờ các bạn đánh thường cái này với E ở cái kia. Ok, xong. Từ cái điểm này nhá, thì các bạn sẽ đổi, để tôi đổi lại nhân vật của mình nhá. Các bạn sẽ bơi ngược lại phía đằng sau chỗ mà chúng ta lấy con sứa đấy. Ở chỗ này chúng ta sẽ có chỗ đánh quái và nhặt dương của mình. Khá là đơn giản. Rồi, từ cái điểm này này, các bạn tiếp tục là bơi theo cái đây, bơi ngay ngược đằng sau lưng của anh em mình đấy. Nó có chỗ để các bạn khiêu chiến. Bây giờ các bạn phá cái cục nổ bên này ra. Các bạn biết tại sao trong này nó là tường trong suốt. Các bạn cần phải kích hoạt cái cọc mà này chuyển màu vàng ấy thì các bạn mới vào được. Rồi bây giờ chúng ta ấn bắt đầu ở bên này. Đó, các bạn đánh như bình thường thôi. Cái này thì dễ, hy vọng là tôi cũng một lần qua thôi. Ừ, đúng rồi. Bên dưới nước thì dễ nhỉ, bên trên đất liền thì hơi khó. Từ cái điểm này các bạn tiếp tục là bơi nổi lên bên trên. Đây, các bạn nổi sang bên này. Khàn tiếng rồi đấy, nói nhiều khàn tiếng rồi đấy. Đây, chỗ này các bạn sẽ gặp một con lươn kỳ lạ. Nào, thả bom đây. Bùm. Ôi trời, không đến ạ. Đây, bùm. Ừ, rồi, đến rồi đấy. Từ cái điểm mà chỗ con lươn kỳ lạ nhá, thì các bạn sẽ bơi lên trên này. Ở đây nó sẽ có một cái... Đây, đây, đây. Ở đây nó sẽ có một cái ốc biển mà âm vang ấy. Các bạn không cần thiết phải kích hoạt ốc biển nữa. Các bạn chỉ cần lấy cái chức năng của con hải cẩu đáng yêu thôi. Rồi, các bạn là bắn vào đây. Ô... Thế tôi cần bắn đi đâu này, mang tiếng là... Từ từ á, đứng ngắm lại xem. Rồi, các bạn mở cái cửa này ra nhá. Các bạn đi xuống dưới này và các bạn sẽ khiêu chiến lấy dương của mình thôi. Trong này nó là chỗ để chúng ta lấy một cái thủy thần đồng ấy. Nhưng mà thủy thần đồng thì tôi chắc chắn là lấy rồi. Video ấy xong rồi mà. Từ cái điểm lấy cái dương này các bạn bơi ra ngoài. Rồi, các bạn bơi lên cái công trình này. À, chỗ này không trèo được rồi. À, chúng ta sẽ bơi sang phía cái cầu thang bên này. Chúng ta đi lên một cách thật bình thường. Rồi, chỗ này các bạn đánh quái đã. Sau khi đánh quái xong, các bạn sẽ lấy cái hạt màu trắng này. Thật ra New Village hay là nhà lữ hành hệ thủy thì đều có cái hạt màu trắng ấy, nhưng mà thôi. Ở đây nó có cái hạt màu trắng, lấy luôn được thì lấy. Đó, chúng ta bắt đầu khiêu chiến rồi. Hy vọng là cũng một lần như ở bên dưới nước. Ừ, ok. Bắt đầu quen tay hơn rồi nhỉ. Từ điểm này các bạn lại tiếp tục là lặn xuống bên dưới này nhá. Bên dưới này các bạn sẽ nhìn thấy ngay là có mấy cái hạt hồng ấy. Các bạn lấy năng lực của con sứa, các bạn ném một cái quả sứa hồng vào giữa, căn ở giữa nhỉ. Rồi, bùm. Đó. Từ cái điểm nổ bùm này nhá, các bạn lại bơi theo cái hướng này, theo dọc con đường ấy. Rồi, chỗ này các bạn thấy một con cá đuối, các bạn lấy con cá đuối này. Các bạn cắt đứt ba cái dây leo của rong biển này. Hai này. Và đây là ba này. Ok. Từ cái điểm này các bạn tiếp tục là bơi theo cái con đường đấy. Thì chỗ này các bạn sẽ gặp một con lươn kỳ lạ. Và bây giờ các bạn cần phải lấy năng lực của con cá đuối. À nhầm, không, con cá đuối, con sứa. Đó, các bạn nổ bùm. Đó. Từ cái điểm này các bạn bơi lệch xuống dưới của minimap. Đó, chúng ta bắt đầu có khiêu chiến này. Các bạn cần phải làm gì? Các bạn lấy một cái hạt nước. Rồi, các bạn thu thập đủ 3 hạt nước cũng được.
Bây giờ các bạn sẽ đứng vào giữa này, bắt đầu đun sôi mấy cái này lên. Đó, các bạn đứng ở giữa hai cái giao nhau của hai cái bình ấy, thì nó sẽ đun sôi được nước mà. Vậy là chúng ta lấy được dương của mình. Bây giờ các bạn dịch chuyển lên cái điểm dịch chuyển ở chỗ di tích phòng thí nghiệm nhé. Rồi, các bạn đằng sau quay. Đây, các bạn nhảy từ đây. Đó, các bạn nhảy đến khối nước ở trước mặt kia. Mà tôi có một thắc mắc, không biết là các bạn có từng thắc mắc không? Cái khối nước này thì nó luôn rỉ nước, tức là nó luôn chảy nước xuống bên dưới đấy. Vậy thì làm sao mà nó còn nước nhỉ? Ừ, nó chảy quanh năm suốt tháng thế, nước nó sao còn được nhỉ? Các bạn lấy năng lực của con sứa này, các bạn kích hoạt cái khiêu chiến lên và chúng ta sẽ phá tổng cộng là 5 cái thùng nổ trong vòng 40 giây. Cái này thì chắc là dễ đúng không? Hay là cái này nó có thể tự sinh nước, tự đẻ ra nước nhỉ? Rồi, từ cái điểm đấy các bạn dịch chuyển lại cái điểm dịch chuyển bên trên này. Và các bạn bay sang cái khối nước ở bên tay trái. Đấy, các bạn nhìn thấy nước nó đang chảy xuống không? Ừ. Thế tại sao cái khối trên nó còn nước mà trong khi nó vẫn chảy? Là sao? Chảy thì phải hết chứ. Nhỉ? Vô lý. Không thiết thực. Đúng là game... À mà đây game là game thật mà. Rồi xuống dưới này các bạn sẽ lại tiếp tục lặn xuống bên dưới để chúng ta lấy năng lực của con sứa này. Rồi các bạn thả một cục ở đây. Đó, các bạn bơi sang cái cục bên kia. Các bạn đánh thường vào cái cục này. Sau đó các bạn kích hoạt E ở cái cục kia là xong. Rồi từ cái điểm này các bạn lại đây, các bạn nhìn nhá. Trước mặt của chúng ta có khối nước kìa. Các bạn nhảy xuống khối nước ở trước mặt đấy. Nhưng mà nhìn cái khối nước ở trên không là nhìn kỳ vĩ nhỉ các bạn nhỉ. Nhìn nó kiểu bị epic ấy. Nhìn thích thật. MiHoYo nói chung là cũng đầu tư đấy. Cái engine này, đầu tư cái đồ họa này là cũng kinh phết đấy các bạn. Một trong những game mà siêu nặng, siêu bom tấn cơ mà. 214GB. The fuck. À đâu, 215GB chứ. Như trong cái live stream tổng kết 3 năm ấy các bạn. Quá đáng sợ. Rồi bên dưới này thì các bạn chỉ việc là đi khiêu chiến thôi. Chúng ta sẽ đi thu thập lại toàn bộ những cái hạt nhân nguyên tố thủy ở đây. Cũng khá là dễ. Các bạn bơi cẩn thận, kẻo các ông lại bơi rớt ra ngoài nhá. Cái này nó gắn ở mấy cái rìa đấy. Cẩn thận một xíu. Bơi cứ từ từ thôi các bạn. Không vội. Vội nhiều khi anh em mình là phải bơi lại mất công. Rồi bây giờ các bạn dịch chuyển lại cái điểm dịch chuyển lúc nãy. Đây, từ điểm này các bạn sẽ chạy theo hướng này. Chạy ra phía sau của cái công trình này. Không biết trong banner này có ai cũng quay ra New Village như tôi không nhỉ? Nhiều anh em là skip lôi thần. À nhầm, quên. Skip banner này, skip hẳn phiên bản này để đợi thủy thần banner tới mà. Tôi thì cứ quay, tôi có cái viên nào tôi quay viên đấy. Đây các bạn nhảy xuống cái khối nước to đùng này, ở bên dưới này. Đó, các bạn nhảy xuống đây. Chứ cái tầm tôi bây giờ đi La Hoàn qua full sao bình thường rồi, thực ra là quay nhân vật nó để siêu tầm chứ không hẳn là để chơi đâu. Không hẳn là quay để lấy một cái nhân vật nào đấy để đi La Hoàn đâu các bạn. Đây nha, các bạn bơi xuống thấy một khối đá nó phát sáng không? Các bạn đứng vào khối đá đấy, đến khi nó hết phát sáng thì thôi. Cái điểm phát sáng nó sẽ nhảy sang một khối đá khác, đây. Các bạn lại bơi lên cái chỗ phát sáng đấy. Rồi bây giờ phát sáng lại nhảy sang khối bên này. Các bạn lại bơi sang cái khối đấy. Nhớ là ở bên trên nhá. Các bạn đứng ở bên dưới khối đá nó không tính. Mà công bơi cẩn thận lại rơi đấy. Rơi là mất công nhảy lại từ đầu ấy chứ không phải là ấy đâu. Rồi khối tiếp cuối cùng này. À đâu, đây là khối số 4 đó. Còn khối cuối cùng thì nó sẽ nhảy sang xem nào. À đây, khối nhỏ nhỏ bên này. Xong. Easy. À quên. Hôm qua vừa bỏ video hôm qua là không nói easy nữa nhá, nói đơn giản chứ. Rồi, bây giờ các bạn dịch chuyển lại cái điểm dịch chuyển bên trên đấy. Chúng ta sẽ bay sang bên phải nhá. Bên trái rồi, trước mặt rồi, đằng sau rồi thì bây giờ chỉ còn bên phải thôi đúng không? Bên phải, bên trái tức là bốn hướng xong rồi, anh em mình còn phải trên dưới các thứ. Thì bây giờ đi bên phải là xong bốn hướng nhá.
Tí nữa là chúng ta lại đi xuống dưới, xong đi lên trên. Vậy là đủ. Đây các bạn bay sang cái khối này. Rồi từ khối này thì các bạn sẽ lặn xuống bên dưới. Các bạn phá cái cục đất ở bên kia ra. Nhưng mà thôi, tôi thì các bạn đổi sang nhà lữ hành đi cho nó nhanh. À đâu, đổi sang đây nhà lữ hành chứ, màu trắng mà. Rồi ok, cái này các bạn đổi sang Lietti này. Đó, một cái trắng một cái đen. Để giải cái thì các bạn có thể là không cần đổi cũng được. Các bạn phá cái cục này ra là chúng ta có màu đen này. Đó, còn dưới chân của Lietti chúng ta có màu trắng. Nhưng mà thôi, chúng ta tận dụng nhà lữ hành cũng như là Lietti thì nó sẽ đơn giản hơn các bạn. Bây giờ các bạn nhảy xuống bên dưới nha. Dịch chuyển lại, chúng ta nhảy xuống bên ngay dưới chân của chúng ta thôi. Đó. Đấy, đấy, đấy. Ở chỗ này có mấy con slime kìa. Các bạn chỉ cần đánh quái và nhặt xương như bình thường thôi. Rồi, tôi cho các bạn thấy là tôi dùng Neovillette hệ thủy đánh đánh mấy con slime thủy. Quá kinh khủng. Rồi, bây giờ các bạn lại tiếp tục là dịch chuyển lên cái điểm dịch chuyển đấy. Và các bạn lại nhảy xuống. Nhưng bây giờ là nhảy cái khối nước ngay dưới chân anh em mình thôi nhá, chứ không cần phải quá sâu xa đâu. Ở bên dưới này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái gì ạ? Thấy một bé tiên linh đúng không? Nhưng mà trước hết thì các bạn sẽ phải sử dụng cái con sứa này. Đó, các bạn lấy năng lực của con sứa xong nhá, các bạn sẽ bơi lên cao cao một xíu. Đây, các bạn đuổi theo con tiên linh ngày trước này. Con tiên linh này đi là mất thời gian lắm nha. À, ok, chỗ này có tường trong suốt à. Các bạn sẽ bơi theo hướng này để bơi vào nhá. Rồi, đuổi bé tiên linh ra ngoài. Bây giờ các bạn phá cái... Ở đây có nhiều cái để phá này. Đó, phá cái cục này trước này. Rồi, nổ trước này. Ok nhá. Các bạn lại đuổi theo bé tiên linh. Kiểu tiên linh đi loạn nhở. Nó không theo mô típ nào đấy. Cái số 2 các bạn thả ở giữa. Các bạn phá cái cọc này ra trước này. Rồi, ok. Bây giờ các bạn sẽ lại tiếp tục đuổi theo tiên linh. Nó sẽ đi vào trong một cái bức tường kính. Gọi là tường kính không phải mà tường năng lượng ấy. Đấy cái tường này. Bây giờ anh em cần phải giải cái tường đấy ra bằng cách nào? Ở đây chúng ta sẽ đổi sang nhân vật màu đen là Lietti nhá. Các bạn phá cái cọc pin này ra để cho nó hiện pin trước này. Sau đó các bạn khởi động cái máy tính, cái máy camera đấy. Các bạn lấy năng lượng từ cái cọc màu kia. Các bạn đổi cam sang bên này. Rồi các bạn tiếp tục là đổi cam sang bên này. Các bạn bắn cái năng lượng ấy vào đây. Đó, tiếp tục nhá, các bạn lấy năng lượng từ khối lúc nãy. Các bạn đổi cam sang bên này. Các bạn đổi cam lên trên này. Các bạn bắn vào đây. Rồi, ok, xong. Bây giờ các bạn khởi động các bạn tiếp tục đuổi theo tiên linh thôi, bởi vì tường nó tự động nó mất rồi mà. Đấy, mất thời gian như thế thì phải cho một cái dương siêu cấp chứ. Lại cho một cái dương thường nữa thì thôi đấy. Bây giờ các bạn dịch chuyển lại cái điểm dịch chuyển bên trên này nhá. Chúng ta sẽ đi thẳng vào cái khối tinh thạch ở giữa, chỗ mà để sản xuất cái nước uống Fanta đấy. Không biết là Genshin có hợp tác gì bên kia không, nhưng mà nghe giống một loại nước uống nước cam ở Việt Nam mình lắm luôn đấy. Các bạn lấy cái dương thường ở đây xong này, các bạn nhảy qua cái cửa này, bắt hai con tinh điệp. Ôi được một con, đấy các bạn nhảy xuống bên dưới này. Rồi các bạn bơi vào cái khối nước này. Bên trong này nó sẽ có một cái dương hiếm với một cái khiêu chiến. Cái dương hiếm thì tôi chỉ các bạn lấy rồi. Bây giờ tôi chỉ các bạn lấy cái khiêu chiến này thôi. Nhanh đúng không? Trời ơi, có tăng tốc độ khi xung kích của Neovillette. Xong rồi còn Lilletti không biết có tăng tốc độ không nhỉ? Chắc là có. Đấy, đây là cái chỗ các bạn lấy dương hiếm này. Bạn nào mà chưa lấy dương hiếm thì có thể xem video dương hiếm nha. Bây giờ các bạn dịch chuyển lại cái điểm dịch chuyển ở bên trên này, ở bên dưới này chứ. Rồi các bạn chạy sang phía này, phía tay phải đấy, mép của cái sườn đồi này. Đó, đến đây các bạn bắt đầu nhìn thấy có những cái trái gọi là trái bun lờ đấy. Các bạn bắt đầu đi thu thập những cái trái bun lờ nhé. Có 5 trái tất cả,
3 này, 4 này và 5 này. Rồi, sau khi mà thu thập xong thì chúng ta sẽ đánh quái và nhật dương của mình. Chúng ta như kiểu bị mùi nhử ấy, chuột nó bị dính format ấy. Đấy. Mấy ông đại bảo đoàn cũng nhả mấy quả bun lờ ra lừa anh em mình. Trời đất, mà mình vẫn dính, vẫn bắt bẫy được mà. Ở ngay bên cạnh đấy thì chúng ta sẽ có cái chỗ là khiêu chiến về để là đánh quái để nhặt dương của mình. Cũng khá là gần. Tính ra nhà lữ hành dễ dụ. Được cái điểm đánh quái nhặt dương đấy thì chúng ta sẽ bay xuống bên dưới này. Đấy. Thì chúng ta cũng sẽ có một cái chỗ đánh quái nhặt dương. Nhưng bây giờ sẽ là dương siêu cấp. Từ cái điểm dương siêu cấp này, các bạn sẽ bay ngược cái đằng sau. Đây có lối đi đằng sau này. Đó, các bạn sẽ đến một cái khiêu chiến. Rồi, bây giờ các bạn sẽ đi nhặt lại 8 cái hạt nhân thủy trong vòng 60 giây. Cứ bình tĩnh thôi các bạn. Nhặt từng hạt cũng được, không bởi vì mấy cái này nó sắp xếp không theo quy luật đấy. Có những bạn mà các bạn chỉ khoảng 2 ngày thôi là các bạn đã đi xong toàn bộ map mới rồi. Mà cảm giác các bạn đi theo kiểu đi siêu nhanh. Chơi game từ từ để trải nghiệm thôi các bạn. Vội vàng gì mà đi để full map. Sau này hết cái trải nghiệm lại bỏ game chán. Trời ơi, MiHoYo làm content cho 40 mấy ngày, 42 ngày. Các bạn đi trong vòng có 2 ngày. Rồi các bạn sẽ chạy lên trên cái đỉnh núi này nhá. Và từ cái đỉnh núi này thì các bạn sẽ nhìn thấy là có mấy cái con slam nó đang bay xung quanh cái thông rồi này. Và việc của chúng ta bây giờ là đi bắn mấy con slam đấy. Các bạn có thấy là cái minimap bị mờ không? Ừ, tôi thấy nó bị mờ các bạn ạ. Đồ họa của nhân xin loát không kịp mà. Ơ, con số 3 sao bắn khó thế nhở? Tôi spam mãi không được luôn này. Bắt đầu à? Đây, nhìn thấy nó bong bóng mờ mờ ở đây mà không thấy ta. À đấy đấy đấy, nó này. Chạy đâu kìa. Okay. Chạy đâu kìa. Okay. Rồi, từ cái điểm này nhá, các bạn chạy tiếp sang bên này. Đó, các bạn sẽ thấy là chúng ta có một cái quả bóng nước ấy. Tiếp tục là phá bóng nước thôi. Đó, sau khi phá xong thì chúng ta sẽ có dương của mình. Từ cái điểm phá bóng nước đấy nhá, các bạn nhảy từ đây nhảy xuống. Các bạn nhìn thấy bên dưới của chúng ta lại có một quả bóng nước không? Chúng ta lại phá bóng nước không? Bây giờ cái khối lượng nội dung của Genshin Impact nó nhiều. Không biết các bạn có cảm thấy không, nhưng mà nói thật là nó nhiều thật. Anh em nào mới chơi khả năng cao bị ngợp đấy. Sau khi mà phá bóng nước xong thì chúng ta sẽ đánh quái và nhặt dương nhé. Từ cái điểm mà các bạn phá bóng nước này, các bạn sẽ bay chếch sang bên tay phải bản đồ tí minimap ấy. Chúng ta đến một cái chỗ mà có một cái bức tranh. Cái bức tranh này là nó vẽ lại cái thời điểm này ở đây, nhưng mà là vào cái địa điểm này này, vào buổi chiều. Các bạn chỉnh thời gian về ban chiều và các bạn ngồi xuống dưới này. Các bạn ngồi khoảng 3 giây. Đó, các bạn đến 3 giây chúng ta sẽ có dương. Easy. Từ cái địa điểm này các bạn chạy thẳng xuống bên dưới. Phía trước của chúng ta thì các bạn sẽ đánh quái nhặt dương trước nhé. Đây, ở chỗ này. Các bạn sẽ đánh quái và nhặt dương trước. Sau khi mà đánh quái nhặt dương xong thì các bạn sẽ nhảy xuống dưới nước. Rồi các bạn lặn xuống. Ok. Các bạn sẽ dùng màu đen, là các bạn dùng màu trắng nhá. Màu trắng là nhà lữ hành hệ thủy này. Các bạn đánh vào cái cọc này. Đó, sau khi đánh xong thì các bạn sẽ bơi sang phía bên này có mấy cái cọc, mấy cột này.
Các bạn ngước lên nhìn cái cột nào mà nó có cái đây này, có cục pin màu đỏ đỏ này. Các bạn trèo lên cái cột cục pin đấy, các bạn thu thập nó. Rồi, các bạn sẽ chạy sang phía bên này. Các bạn đặt cục pin sang đây. Đặt thấp thấp một tí, đừng đặt cao này, không ngờ cái camera nó không với tới đâu các bạn. Sau khi đặt xong, các bạn chạy lên, các bạn mở cái cam lên. Các bạn lấy năng lượng từ cục pin bên dưới, các bạn bắn vào cái này, đấy. Không tới mà, may mắn là nó còn liếm được một tí đấy. Tôi sợ là không tới. Rồi, các bạn nhặt cái cục pin mà chúng ta đã nạp năng lượng á, thì chúng ta sẽ lên, chúng ta để vào cái thiết bị này. Chúng ta khởi động lên và chúng ta sẽ có dương của mình. Rồi, từ điểm này các bạn trèo lên trên và các bạn nhảy xuống cái khối năng lượng màu trắng dưới này. Các bạn đổi sang nhân vật cầm cung. Các bạn nhặt cái khối màu trắng, các bạn bắn vào cái cột kia trước này. Một, ok. Bây giờ thì các bạn có thể nhặt và các bạn bắn xuống cái cột dưới chân mình. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là các bạn nên đổi sang một nhân vật có năng lượng màu trắng, như là nhà lữ hành hệ thủy đấy. Các bạn lặn xuống cho nó nhanh. Rồi, ok. Đó, các bạn dùng nhà lữ hành hệ thủy, các bạn đánh vào đây. À đâu, màu đen mà. Màu đen thì anh em phải dùng Linetti chứ nhỉ. À đâu, màu đen thì mình dùng màu trắng mình đánh vào đúng không? Ừ đúng rồi, thế thì nhà lữ hành hệ thủy là hợp lý. Các bạn đánh ba cái cột bên dưới này bằng năng lượng màu trắng. Đó. Sau khi đánh xong thì chúng ta lại có cái dương của mình. Từ cái điểm đấy các bạn bơi sang... đây, bơi sang tay trái mới đúng. Tay phải của minimap. Nó sẽ có một cái hố, các bạn đi xuống. Các bạn tiếp tục đi vào trong cái hố đấy. Cái hố này là cái nơi để các bạn mở cái... cái này gọi là cái gì nhỉ? Cái nhiệm vụ ẩn. Đây là một trong 4 cái nhiệm vụ ẩn của Viện Khoa học Fontaine, bởi tôi hướng dẫn trong cái video tổng hợp nhiệm vụ thế giới đấy. Rồi, vào trong cái đường này xong, các bạn sẽ đánh quái nhặt dương của mình. Có hai con cua thôi, dễ. Đó. Tiếp tục á, đi sâu vào trong này theo cái con đường này, các bạn cứ đi sâu vào. Rồi, từ đây các bạn nhảy xuống này. Thì tầng 2 của một tòa nhà chúng ta sẽ có một cái trụ tiền. Các bạn nhớ là mình, những cái trụ tiền này thì nó cũng đều tăng cái phần trăm map của các bạn lên nhé. Các bạn lưu ý một xíu. Rồi, các bạn từ cái trụ tiền này các bạn nhảy xuống đây, các bạn bắn vỡ cái thùng nổ này. Chúng ta sẽ mở một cái đường đi vào. Bây giờ các bạn đánh quái trước đã. Sau khi đánh quái xong thì các bạn sẽ lên kích hoạt cái cơ quan bên này để chúng ta mở cái lối đi. Rồi, sau khi mở lối đi ra thì các bạn sẽ đến cái khu vực như thế này. Bây giờ các bạn trèo theo cái cột này, các bạn trèo lên trên tầng 2. Đó, các bạn sẽ kích hoạt cái cơ quan bên này. Các bạn đổi cái cam ra phía này. Rồi, các bạn sẽ đổi cam sang bên này nữa. Các bạn lấy pin ở bên này. Các bạn đổi cam về vị trí cũ. Các bạn bắn cái cục pin ấy vào cái chỗ lồng của con tiên linh. Rồi. Tại sao không lấy cái cục pin ở ngay cửa? Bởi vì các bạn lấy cục pin này ra thì chúng ta không đi vào được. Các bạn vẫn có thể mở cái lồng nhưng mà không đi vào được thôi. Rồi, bây giờ các bạn mở lồng và đi theo tiên linh thôi. Chúng ta sẽ có cái dương siêu cấp của mình. Tôi cũng thấy là cái lượng hồi máu của Baizu siêu lớn luôn các bạn. Mà hồi cho nhiều người nữa. Thích. Từ cái điểm này nhá, các bạn đi ra ngoài. Các bạn quành sang bên tay phải. Đó, trước mặt của chúng ta có một chỗ các bạn lại tiếp tục chơi kiểu audition ấy. Đánh theo từng tơn ấy. Các bạn sẽ trèo lên trên này để chúng ta lấy khối năng lượng màu trắng nhé. Rồi, bây giờ các bạn đánh cái khối năng lượng màu trắng ấy vào cái cục ở bên dưới này. Ok, bây giờ các bạn sẽ bắt đầu khiêu chiến rồi. Nào, quen tay rồi, đơn giản lắm các bạn. Đơn giản lắm. Đơn giản lắm, thấy chưa? Một lần thôi. Chỉ một lần thôi. Bây giờ tôi đỉnh rồi. Từ cái điểm này nhá, các bạn chạy thẳng phía trước mặt của mình. Có một cái chỗ các bạn đánh quái và nhặt dương. Đây cũng là cái dương cuối cùng ở trong này rồi.
Các bạn dịch chuyển lại cái điểm dịch chuyển ở bên trên mặt đất. Rồi bây giờ các bạn bơi, sử dụng cái chức năng bơi ấy, thì mình sẽ di chuyển nhanh hơn ở dưới nước nhé. Đó, các bạn bơi theo hướng này. Rồi, đến đoạn này các bạn nổi lên. Chúng ta có một chỗ các bạn khiêu chiến này, các bạn mở khiêu chiến lên. Sau đó các bạn lặn xuống dưới biển. Các bạn lặn vào trong cái hố, cái tòa nhà này, chúng ta sẽ gặp một bé hải cẩu. Các bạn lấy năng lực của bé hải cẩu và các bạn sẽ bắt đầu đi phá từng cái khối thuốc nổ. Rồi, ok. Rất đơn giản. Từ cái điểm này các bạn dịch chuyển lại cái điểm thất thiên ấn tượng ở bên này. Rồi, các bạn đằng sau quay. Đó, các bạn đi theo cái gì ở bên chỗ núi này nhá. Các bạn sẽ đến một cái chỗ các bạn khiêu chiến để nhặt dương. Đây, chính là chỗ này. Có mấy con robot ấy. Từ cái điểm này các bạn sẽ đi men theo cái gì ở núi này. Đây, đến cái chỗ chân cầu này. Các bạn thấy là có cái bình nước ở bên đầu cầu không? Các bạn đổi sang Bác Parai. Các bạn kích hoạt cái kỹ năng E và các bạn đi gần vào bình nước. Đi cẩn thận kẻo ngã nha. Rồi, đun sôi cái bình nước này lên. Đó, chúng ta đã có dương của mình. Từ cái điểm này, các bạn chạy... đây, các bạn leo lên trên cái quả núi này. Các bạn leo bằng cái đường bên dưới này, nó nhanh hơn này. Các bạn không nhất thiết phải đánh quái như bảy tôi đâu nhé. Bảy tôi tiện thì farm nguyên liệu thôi. Thế còn các bạn thì có thể là chạy thẳng từ cái chân núi này. Các bạn dùng nhân vật chạy nhanh ấy. Các bạn chạy lên trên đỉnh. Chạy được nhé. Đây, đến đoạn này thì các bạn cần phải trèo thôi. Chứ còn đoạn dưới thì các bạn hoàn toàn có thể là chạy lên được một cách bình thường. Lên cái đỉnh núi thấp này thì các bạn sẽ thấy là có một cái thùng thuốc nổ ở bên trên với con chim đúng không? Các bạn bắn vỡ cái thùng thuốc nổ đấy. Chứ đừng lên trên để bắn thì không nó nổ đấy. Rồi, ok, bây giờ các bạn sẽ nhảy tiếp và leo lên trên. Nói đến đoạn này ông nào còn rơi xuống nhỉ? Chắc khóc. Bây giờ các bạn dịch chuyển lại cái điểm dịch chuyển ở bên này. Rồi các bạn chạy dậy dọc theo con đường các bạn đi xuống. Bên dưới này có mấy cái doanh trại của Philly Chun ấy, thì các bạn là tôi hướng dẫn các bạn giải đố để lấy cái dương hiếm chỗ cái pháo hoa rồi. Còn bây giờ là chúng ta sẽ đi lấy một cái dương thường. Các bạn bỏ qua cái doanh trại đi, các bạn chạy xuống bên dưới. Đó, đến cái chỗ này này. Chúng ta thấy mấy Philly Chun đang bắn vào mấy cái bia đúng không? Các bạn bắn vỡ toàn bộ cái bia ở đây đi. Rồi thì chúng ta sẽ có một cái dương thường. Nhớ là bắn vỡ toàn bộ tất cả những cái bia ở đấy nhá. Sau khi phá ở đấy xong chúng ta sẽ sang bên này. Thì ở trước mặt chúng ta có một cái điểm khiêu chiến. Các bạn cũng chỉ cần là phá vỡ toàn bộ những cái thùng này, cái hộp ở đây này là được, nó sẽ có tổng cộng 3 tơn. Đây, tơn 3. Đó, Yelan là một trong những nhân vật mà tôi đánh giá rất là năng động trong cái việc mà đi lượn map nhá. À quên, hỗ trợ cũng ngon luôn. Các bạn dịch chuyển lại cái điểm dịch chuyển ở chỗ thất thiên ấn tượng. Bây giờ các bạn sẽ đi sang phía này, đấy. Cái ngách bên này này, chúng ta sẽ có một cái điểm khiêu chiến. Các bạn chỉ cần đi thu thập lại 15 cái hạt nhân thủy thôi là xong rồi. Ôi đói quá. Bụng cứ kêu rồi các bạn. Nhanh cái đi ăn phát. Cái video này nó dài lắm. Nên nếu các bạn không có thời gian, các bạn nên đánh dấu cái mốc thời gian các bạn đi farm ấy ở dưới phần bình luận. Sau đấy là hôm sau các bạn vào farm tiếp. Các bạn nên chia video thành khoảng 4-5 ngày đi farm cho nó thoải mái. Chứ không nhất thiết là vừa dồn một thời gian một lúc các bạn đi farm hết đâu. Từ cái điểm thất thiên ấn tượng đấy các bạn nhảy xuống bên dưới thác nước bên này thôi. Chúng ta sẽ có một chỗ khiêu chiến. Các bạn lấy cái giọt nước ở cạnh cái dương ấy. Các bạn đứng xuống nước để nó nhân 2 nhân 3 lên. Rồi chúng ta có phòng nước rồi.
Các bạn đặt cái vòng nước ấy vào trong cái... Ôi chết, chết rồi. Bơi là mất vòng nước ạ. The fuck. Rồi, chúng ta đợi cái hạt nước nó hồi lại cái. Làm lại từ đầu các bạn. Rồi, ok. Nào, đứng nước ẩm ướt. Các bạn gắn cẩn thận không ngờ nó mất ấy. À, đứng ở đây, đứng khéo khéo thôi. Rồi, ok, đứng đây cũng bố trí được này. Bây giờ các bạn sẽ dùng nhân vật hệ thủy, các bạn kích hoạt cái trụ ấy lên. Đó, thì hai cái bình nước nó sẽ đi qua cái vòng nước mà nó đun sôi lên mà. Chúng ta sẽ lấy được cái dương của mình. Rồi, từ cái điểm này nhá, các bạn nhảy lên trên này. Đến đây các bạn sẽ thấy là có 3 quả bong bóng. Các bạn chỉ cần bắn quả bong bóng và lấy dương thôi. Vừa đói, vừa khát nước. Uống hớp nước phát. Bây giờ các bạn dịch chuyển xuống cái điểm dịch, lên cái điểm dịch chuyển bên trên này nhá. Các bạn đằng sau quay. Rồi, đây các bạn sẽ đi hướng bên tay phải này. Nó có chỗ để các bạn chạy thẳng lên ấy, thì đỡ phải leo trèo. Ở đây nó có chỗ giải đố này. Bây giờ việc của các bạn là làm sao? Các bạn trèo lên trên này trước nhá. Rồi bây giờ các bạn bắn đây, bắn cái thiết bị bên này. Nó có ngọn đèn này, chuyển nó màu vàng trước này. Sau đó các bạn bắn bên này cũng chuyển màu vàng luôn. Ok. Các bạn đứng đợi hai cái bình nước ấy, nó gặp vào cái vòng nước. Và chúng ta đợi nó đun sôi là xong. Ô không kịp đun kìa. À mày quá vẫn kịp. Phải căn đấy các bạn. Ông nào căn không cẩn thận là giống bảy tôi là khả năng cao là cũng sẽ đánh lại từ đầu đấy. Từ cái điểm này các bạn nhảy thẳng xuống trước mặt này, chúng ta có một chỗ đánh quái và nhặt dương. Rồi ở đây nó có trụ đá này, các bạn phá cái ụ đá ra, bên trong này nó sẽ có trụ tiền. Đó, cái trụ tiền này cũng tăng phần trăm map. Để cho các bạn hiểu phần trăm map là gì ấy, thì nó chính là cái độ thám hiểm này. Thì ngoài cái việc các bạn xem ở cái zoom to ra thì các bạn có thể xem ở góc bên tay phải ấy. Các bạn zoom nhỏ lại chúng ta không nhìn được cái map, nhưng mà chúng ta nhìn ở góc bên tay phải nó có ghi là độ thám hiểm 87% kìa. Thì đấy là cách mà các bạn nên để ý, chứ không cần phải lúc nào các bạn zoom to màn hình ra đâu. Từ cái điểm đấy các bạn chạy xuống bên rìa của cái mặt biển này nhá. Chúng ta có một con thuyền gãy đấy. Và cái con thuyền gãy này chính là cái điểm mà các bạn cần khiêu chiến thôi. Các bạn bay, các bạn nhặt cái này. Đó, nhặt cái khối màu trắng này. Các bạn đánh vào cái ô này. Rồi, bây giờ các bạn sẽ có cái khiêu chiến thôi. Tôi quen tay rồi, đánh một phát là xong. Không, cũng phải nhiều khi cũng vất vả đấy. Không quen tay lắm đâu. Rõ ràng 3-4 cái trước làm ngon thế nhỉ? Sao cái này phải làm lại lần 2 nhỉ? Chắc cái này khó hơn đấy các bạn. Cái này không dễ lắm. Từ cái điểm này nhá, các bạn chạy phía trước mặt của chúng ta sẽ có một cái điểm khiêu chiến Hylichun vua mũi đá đấy. Các bạn đánh quái nhặt dương của mình thôi. Rồi, bây giờ các bạn sẽ tiếp tục này. Chạy thẳng phía trước mặt đây. Chỗ này có anh Hylichun đang chôn cục đá đấy. Anh đang chôn cái quả lạc nhật hay là quả gì ở trong cục đá này. Các bạn đánh cục đá ra thì biết. Quả mâm xôi ạ, trời đất ơi. Các bạn cứ trèo lên trên này nhá. Rồi chúng ta gặp một quả nước này. Đầu tiên là các bạn nên sửa bé Hylichun trước. Sau khi đánh quả cầu nước này xong, chúng ta sẽ có kẻ địch của mình các bạn. Đó. Bây giờ các bạn chỉ việc đánh quái và nhặt dương của mình thôi. Bây giờ từ cái điểm này các bạn chạy ra phía chỗ điểm đây này, chỗ cái điểm có cái trụ chọc trời đấy. Ở đấy các bạn nhìn thấy có một cái chuồng nhốt, một cái cũi đúng không? Đầu tiên các bạn cứ đánh quái trước đã. Đó, đánh quái xong này, chúng ta sẽ nhặt cái cục pin này. Các bạn gắn vào cái chuồng mà có cái dương ấy. Đó, bây giờ các bạn sẽ mở cái dương ra. Bây giờ các bạn dịch chuyển lại cái điểm dịch chuyển bên này. Rồi, ở đây thì đầu tiên có cái điểm khiêu chiến ở ngay bên cạnh này thôi. Các bạn sẽ khiêu chiến cái chỗ này nhá. Để lấy một cái dương siêu cấp. Đó. Bây giờ các bạn nhìn sang bên kia
Đây, từ cái đầu này các bạn nhìn sang bên kia sông, chúng ta sẽ đến một cái chỗ các bạn đánh quái và nhặt dương. Có một anh robot đang đào đá kìa. Rồi, từ cái điểm này á, các bạn sẽ chạy về phía đây, về phía giữa sông bên này. Các bạn sẽ gặp một cái quả nước. Quả nước này thì sẽ không cho các bạn dương đâu, nhưng mà nó sẽ mở cho các bạn một cái bình nước. Đó, các bạn chỉ cần đánh xong thôi, cái bình nước nó tự động nó di chuyển sang bên giữa. Các bạn tiếp tục đánh quái bên này để mình di chuyển cái bình nước ở bên này về bên giữa. Bình số 2 rồi nhá. Bây giờ các bạn sẽ bơi sang bên phía bên kia sông, cũng có quái đấy. Đây, các bạn đi thu thập mấy cái hạt nước này. Thì trong lúc mà các bạn đánh quái, vừa đánh quái xong thì chúng ta có thể đun sôi cái bình nước này lên. Đó. Rồi. Đánh quái xong rồi, bình nước sẽ tự động nó di chuyển sang bên kia. À, cũng chả phải đun sôi đâu các bạn, nó tự động nó đi sang bên kia, xong nó tự đun sôi được mà, ở bên dưới nước mà. Đây, các bạn nhặt cái hạt nước ở bên này. Các bạn để cái vòng nước nó hiện lên trên người mình, và các bạn sẽ đứng gần vào cái trụ này là được. Là chúng ta sẽ mở được cái dương. Đó. Từ cái điểm này các bạn dịch chuyển lên cái điểm dịch chuyển bên trên này nhá. Rồi, các bạn đằng sau quay. Nó có một cái công trình đổ, nó có một cái gò đất ở bên này này. Thì bên đỉnh của gò đất chúng ta thấy một cái khối năng lượng màu trắng đúng không? Các bạn nhặt cái khối này, các bạn bắn vào cái trụ ở bên giữa đấy. Rồi, bây giờ các bạn chỉ việc đánh quái và nhặt dương của mình thôi. Bây giờ các bạn sẽ đi lên cái công trình ở trước mặt của chúng ta này. Các bạn đi qua con người máy này. Đó, các bạn nhảy xuống bên dưới này. À đâu, nhảy ra đằng sau này mới đúng. Đấy, nó sẽ có một cái đường cầu thang để dẫn các bạn lên trên này. Bây giờ các bạn sẽ nhặt cái khối năng lượng màu đen này, các bạn bắn vào cái pin ấy ở trên đỉnh kia. Sau đó các bạn sẽ đánh, để tôi nhặt thử có được không nhá. À đúng là không được rồi, các bạn sẽ bắt buộc phải đánh quái rồi. Các bạn sau khi đánh hết quái xong nhé, các bạn quay trở lại cái chỗ này, các bạn nhặt cái cục pin này. Các bạn gắn vào đây, để ở giữa cái cầu thang này nhá. Rồi, bây giờ các bạn khởi động cái camera. Các bạn lấy cái pin ở đây, các bạn bắn chuyển cam. À, bắn được, mới là không phải chuyển cam đâu các bạn. Các bạn lấy pin ở đây, các bạn bắn xuống dưới là xong, thì mình đỡ phải chuyển cam. Đó, các bạn nhặt cái cục pin này, các bạn mang xuống cái... đây, mang xuống cái điểm ở bên dưới này. Bây giờ các bạn kích hoạt cái cơ quan đấy để chúng ta mở dương của mình. 90% map rồi các bạn, cố lên. Từ cái điểm này các bạn nhảy xuống bên dưới này. Tiếp tục là nhảy xuống bên dưới này. Trong này nó sẽ có một cái dương kỳ dị thì bởi tôi hướng dẫn các bạn lấy rồi. Các bạn cần phải nhiệm vụ để mở được cái chỗ này ra. Còn bây giờ chúng ta chỉ quay lại đánh quái và nhặt nốt cái dương cuối cùng ở trong này thôi. Bây giờ các bạn dịch chuyển lại cái điểm dịch chuyển ở bên trên này. Rồi, đằng sau lưng của các bạn ấy thì nó sẽ có một cái khiêu chiến. Để tôi chuyển sang ban ngày cho nó sáng sủa cái. Rồi, ok. Chúng ta sẽ mở khiêu chiến và các bạn chỉ cần đi theo cái vòng này là xong thôi. Đó, cái cổng nước ấy, nó dẫn các bạn đi. Nhàn bao nhiêu. Trong lúc bay này chúng ta hoàn toàn có thể là chiêm ngưỡng được cái công trình của phòng thí nghiệm khoa học Fontaine nhỉ. Nhìn công trình những khối nước ấy, nhìn nó đồ sộ, đẹp phết. Rồi, từ cái điểm này nhá, các bạn chạy thẳng về trước mặt, chúng ta sẽ có một bé Helichun và một cái bình nước. Các bạn đánh bé Helichun đi, sau đó các bạn kích hoạt cái bình nước lên. Rồi, bây giờ chúng ta chỉ việc đi theo những cái này, cái viên này này. Ôi chết, không biết là cái này, cái số này nó bị làm sao, nhưng mà cái số 77 này chắc là điểm rồi các bạn. Tôi nhảy đi nhảy lại 7 lần mới qua được cái này đó. Này, tiếp tục nhảy này. Rồi, nhảy tiếp cái nữa này. Dương hiện ra này. Cái này tưởng các bạn tưởng là xong rồi đúng không? Không, đấy, lần 2 nhá. Cái này là lần số 7 này. Tôi phải rơi mấy lần luôn mà. Trời ơi, cuộc sống. Nhưng mà dương số 77 khác. Các bạn dịch chuyển lại cái điểm dịch chuyển lúc nãy chúng ta bắt đầu nhá. Thì các bạn nhảy ngay xuống bên dưới sườn núi, chúng ta sẽ gặp một cái công trình. Và bên trên công trình đấy tầng 2 chúng ta sẽ có cái điểm khiêu chiến.
các bạn sẽ bắn những cái thùng nổ của mình thôi. Sau khi bắn xong những cái thùng nổ đấy, chúng ta sẽ nhặt cái dương. Từ cái dương tầng 2 này các bạn nhảy xuống hẳn tầng hầm nhé. Đừng nhảy xuống tầng 1, tầng 1 có mấy con anh phá tui ấy. Anh ấy đuổi mình chết. Đấy, thấy chưa? Anh béo nhảy có lực thế cơ mà. Phòng nào ta? Hình như là phòng... đây, phòng này thì phải. Đúng rồi. Cái dương đây là dương nhiệm vụ nha. Các bạn cần phải làm nhiệm vụ thì mở được cái phòng này. Từ cái điểm này các bạn sẽ chạy ra bên ngoài. Rồi, từ đây các bạn nhảy ra phía đằng sau này, chúng ta sẽ lại gặp hai anh Fatui đang canh giữ một cái giường đấy. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ cũng chỉ là đánh quái và nhặt giường thôi. Khá đơn giản. Tôi thích những cái điểm đánh quái nhặt giường, đặc biệt là những quái mới ấy. Thì vừa giúp anh em mình farm nguyên liệu, vừa giúp chúng ta nhặt giường. Các bạn di chuyển lại cái điểm di chuyển ở bên tay phải nhá. Thì ngay đằng sau lưng của chúng ta sẽ có một cái điểm các bạn đánh quái nhặt giường, vẫn là Fatui thôi. Rồi, tiếp theo các bạn bắt đầu là đi theo cái con đường này, các bạn lên trên đỉnh núi nhé. Đây, lên trên giữa cái khe của hai ngọn núi, chúng ta có cái điểm khiêu chiến này. Cái này khiêu chiến kiểu gì? Số 1, các bạn sẽ phá cái cọc này ra. Đó, phá ra. Ok, sau khi phá xong chúng ta sẽ có cái này đúng không? Các bạn thu thập 3 cái giọt nước đã. Sau đó các bạn đặt 3 cái giọt nước ấy vào. Từ từ tôi thử xem này xem nó có được luôn không. Rồi, đun sôi này, đặt vào giữa này. À, đi ra nó tắt à? Ờ, thế thì các bạn đặt cái giọt nước ở giữa, sau đó các bạn sử dụng Barbara nhé. Đấy, các bạn đặt ở kia xong rồi các bạn sử dụng Barbara. Thì các bạn tự đun sôi được một bình này rồi. Sau khi mà đun sôi xong thì chúng ta sẽ nhặt được cái dương của mình. Từ cái điểm này này, các bạn sẽ chạy tiếp lên trên đỉnh núi. Đó, ở trên này nó sẽ có một cái tòa công trình ở trên này. Các bạn cứ kệ cái con tiên linh ở trước mặt anh em mình nhé. Đợi tí nữa thì chúng ta quay lại lấy sau. Bây giờ các bạn sẽ đi theo hướng này đã. Đây, các bạn đến cái chỗ sườn thoải giữa hai cái sườn núi, chúng ta sẽ có một cái dương đang bị đã cần phải giải đố kìa. Cái này giải đố dễ lắm, các bạn chỉ cần phải bắn 3 lần thôi. Đây nha, các bạn bắn đây một cái này. Rồi bắn cái kia một cái này. Đó, các bạn bắn cái này tiếp một cái này. Sau các bạn quay trở lại bắn cái này. Đó, thì tất cả cái khác nó sẽ tối đi. Nó để lại mỗi cái chúng ta bắn cuối cùng thôi. Và sau khi bắn xong chúng ta sẽ đánh quái và nhặt dương của mình. Rồi, tiếp tục các bạn đi theo cái đường này. Các bạn đi lên trên này. Cái chỗ này cứ đi tiếp đi. Đến cuối cùng của map cơ. Sâu phết đấy, cảm giác bị Bayman đuổi về nơi rồi đấy. Thì các bạn thấy trên cây của chúng ta có khối năng lượng màu đen không? Các bạn trèo lên trên đấy, các bạn lấy khối năng lượng màu đen chúng ta đánh xuống. Nhưng mà bởi tôi thì sẽ dùng Linetti phá cho nhanh, đỡ phải trèo. Nói chung là nếu cơ hội các bạn nên tận dụng nhà lữ hành hệ thủy hoặc là Linetti ấy, tránh trường hợp anh em mình phải leo trèo nhiều. Các bạn di chuyển lại cái điểm di chuyển ở bên tay trái của bản đồ. Rồi, chỗ này nó có một cái điểm khiêu chiến này. Giải đấu kiểu gì? Xem nào, đầu tiên là chúng ta sẽ kích hoạt cái đấy trước để nó di chuyển sang cái này. Đó, nó di chuyển nó mở cái này ra thì các bạn sẽ đặt cái cục nước vào đây. Rồi bây giờ chúng ta lại tiếp tục là đánh tiếp cái này. Đánh lần 2 nhá, đấy nó sẽ di chuyển sang bên kia. Bây giờ chúng ta sẽ đợi để cái cục nước ấy nó tạo mới lại. Ủa, lâu vậy? Hay cục nước này nó bị làm sao nhỉ, không tạo mới à? Các bạn đợi đến cục nước có tạo mới lại thì chúng ta sẽ lấy cục nước đấy và chúng ta sẽ tạo một cái vòng nước mới. Ủa, hình như là nó không tạo mới sao? Để tôi bắn cái này vào đây xem nào. Ui giời ơi, thôi bắn về đây thì nó tạo mới cục nước ạ. Thôi được rồi. Thế lại làm lại một vòng nữa các bạn. Đấy, bắn vào đây một phát này. Tiếp tục này, bắn vào đây một phát nữa này. Rồi, ok. Chúng ta sẽ đứng ở đây đợi để cho cái vòng nước của chúng ta đun sôi hai cái bình này. Các bạn chỉ cần một cục nước thôi, bởi vì ở giữa nó sẽ có vũng nước mà. Đấy, các bạn đứng ở vũng nước đấy là chúng ta có thể nhân đôi nhân 3 lên rồi. Không cần thiết phải lấy 3 cục nước làm gì cả. Rồi bây giờ chúng ta dịch chuyển lại cái điểm dịch chuyển bên dưới này. Và chúng ta sẽ đến cái con tiên linh mà lúc nãy bảy tôi bảo các bạn là thôi bỏ qua ấy.
chúng ta chạy đuổi theo bé tinh linh đấy. Thời gian từ cái điểm khiêu chiến lúc nãy ấy, chúng ta kích hoạt một cái trụ phong ấy. Ở cạnh cái điểm khiêu chiến đấy chúng ta sẽ có một cái trụ phong. Các bạn dùng nhân vật hệ phong của mình kích hoạt cái trụ phong đấy thì chúng ta vẫn có thể bay đến cái con tiên linh này. Thế nhưng mà để mà so sánh cái quãng đường bay từ cái chỗ đấy bay qua cái núi này xong đến con tiên linh với cả cái địa điểm mà các bạn chạy từ điểm dịch chuyển lúc nãy mà chúng ta chạy lên ấy, thì tôi vẫn vote là các bạn chạy từ bên dưới chạy lên nó nhanh hơn. Bay tưởng nhanh thực tế không nhanh. Bởi vì khi chúng ta đã có Linetti, có Yelan rồi thì tôi vẫn vote các bạn là nên đi bộ hơn là bay. Bay nó không nhanh bằng Linetti với Yelan đâu các bạn. Giải thích thế cho các bạn hiểu tại sao mà chúng ta phải vòng lại nhé. Rồi, lấy cái dương của mình này. Bên trên này nó cũng sẽ có một cái dương địa linh luôn. Nhưng mà địa linh thì phải tôi hướng dẫn các bạn trong cái video nhặt dương hiếm rồi. Từ cái dương địa linh lấy các bạn chạy sang bên tay trái này. Chúng ta sẽ có một cổng nước. Các bạn đi vào cổng nước này để chúng ta bắt đầu khiêu chiến nhé. Nó đưa các bạn lên trên này này. Rồi, chúng ta bắt đầu khiêu chiến luôn rồi đấy. Các bạn bay khéo khéo nha, đừng có để rơi xuống rồi chúng ta mất công leo lên ấy. Leo lên, tức là công leo xuống ấy, không bằng cái công leo lên đúng không ạ? Leo lên mệt lắm. À thì đương nhiên là leo lên nó mệt là đúng rồi mà nhỉ. Ủa, làm sao vậy? Tôi làm sao vậy? Leo lên nó mệt là đúng rồi mà. Tôi ngẫm một lúc thấy mình nói nó cứ bị làm sao sao ấy. Ủa nó bị cấn ở đâu á? Rồi ok, sau khi lấy cái dương này xong thì chúng ta nhìn trước mặt của mình có một cái con tiên linh ấy. Các bạn sẽ phải đến đi theo tiên linh đấy. Cẩn thận ngã nha, con tiên linh này đi qua cái cầu gãy ấy. Mấy ông này đi không khéo khéo như tôi là khả năng cao cũng toang ấy. Rồi bắt đầu hết thể lực này. Đây, bắt đầu hết thể lực này. Nhảy hai cái hết thể lực này. Đúng bài. À vẫn còn, vẫn vớt được tí. Đấy, đoạn này ông nào nhảy xuống nha. Xong rồi mất công leo lên nữa thì thôi. Từ cái điểm này các bạn mới nhảy xuống nha. Chắc ông nào nhảy xuống chán luôn nhỉ. Bỏ luôn cái dương đấy, các bạn nhảy luôn cái dương này luôn đấy nhỉ. Dưới này các bạn chỉ việc đánh quái và nhặt dương của mình thôi. Khá dễ. Rồi bây giờ các bạn dịch chuyển lại điểm dịch chuyển chỗ viện khoa học Fontaine mới nha. Các bạn đi theo cái cửa bên tay trái này. Rồi, bắn con chim ngu ngốc. Con chim này nó có animation rất là hay, không biết là các bạn có để ý không. Hôm nào nếu mà rảnh các bạn đứng đây các bạn nhìn animation con chim đấy xem. Con chim nó cực kỳ buồn cười luôn. Các bạn đi qua cái cầu đấy chúng ta sẽ đến một cái cổng nước. Đây, nếu không có thì các bạn nhớ là phá cái trụ thủy ấy. Thì chúng ta sẽ có cái cổng nước này. Cổng nước này nó sẽ đưa các bạn lên trên này. Và chúng ta sẽ bắn tổng cộng là 4 cái bình cốm. 2 này, 3 này. À 3 thôi, không phải 4 đâu các bạn. May quá. Từ cái điểm này các bạn nhìn đây, nhảy thẳng xuống dưới chân chúng ta nhé. Đừng lên cái trụ cái trước. Các bạn lấy cái khối năng lượng màu trắng này này. Để các bạn mở khóa cái đây, các bạn mở khóa cái khiêu chiến. Rồi ok, các bạn bắt đầu khiêu chiến. Một, hai, dễ. Ôi giời ơi, tôi chết rồi. Hình như là khiêu chiến trên đất liền nó khó hơn dưới biển đúng không? Hai cái liên tục mà toàn bị hững thôi. Đấy, sau khi mà khiêu chiến xong thì quái nó xuất hiện. Chúng ta chỉ việc cả đánh quái và nhặt dương của mình thôi. Rồi, ban ngày sáng sủa rồi. Từ cái điểm này nhá, chúng ta sẽ tiếp tục là di chuyển lên bên trên cái trụ mà lúc nãy anh em mình nhìn thấy cái dương ấy. Các bạn đánh quái trước nhé. Rồi, sau khi đánh quái xong thì chúng ta sẽ mới nhận được dương. Từ cái điểm dương này này, các bạn chạy sang bên phía tay trái của minimap. Đó, các bạn nhảy xuống. Đây, các bạn nhảy khéo khéo một chút xíu. Chúng ta sẽ đến một cái chỗ mà các bạn có 4 cái trụ thủy ấy. Cái giải đấu 4 trụ thủy này kiểu gì? Các bạn nhìn sẽ có những cái hòm gỗ ở bên cạnh đúng không? Ở đây một hòm này. Ở chỗ này hai hòm này. Cái trụ dưới này các bạn nhìn có 4 hòm này. Ở đây 3 hòm này. Bên tay trái của Baiju có một hòm nữa là 4 này. Thì cái trụ cuối cùng chúng ta tìm là 3 đúng không? Vậy thì đơn giản thôi. Các bạn bắn là 1, 2, 3, 4. Đó, đây, đây hòm số 4 này.
Nào, 1, đúng thứ tự nha các bạn nhá. 2, à mà các bạn xem video này thì các bạn cần gì quan tâm đến thứ tự. Ủa, các bạn bắn theo 7 tôi là xong mà. Trời ơi, ừ, cứ vẽ thêm việc. 4, chả hiểu kiểu gì. Bây giờ các bạn dịch chuyển đến cái điểm dịch chuyển ở bên trên này. Các bạn đi dọc theo con đường xuống thì trên con đường các bạn đi xuống chúng ta có một chỗ là có mấy con chó máy đấy. Các bạn đánh chó máy để nhặt dương nhá. Ôi, sắp xong rồi các bạn, tôi sắp được ăn cơm rồi. Cố lên, đói quá. Đây, từ cái điểm này các bạn sẽ chạy lên cái công trình ở bên trên này. Nhớ là không theo con đường đi đâu nhá. Các bạn sẽ chỉ chạy lên bên trên núi thôi. Các bạn đi theo con đường là các bạn đi xuống đó. Thì trên công trình này chúng ta sẽ có một cái điểm khiêu chiến. Các bạn thu thập 37 cái hạt nhân thủy nha. Nó dẫn các bạn lên trên đỉnh của tòa tháp ấy. Các bạn thấy bài du mạnh không? Tôi thấy bài du mạnh. Tôi thích chơi bài du ấy. Trong cái việc đi khám phá map ấy, nhàn, nhặt thực vật hồi máu nhá. Mà hồi máu còn được nhiều, hồi cho nhiều đồng đội nữa nhá. Ôi, ngon dã man. Cánh đẹp nữa, cánh tôi lắp và cánh bay du đẹp. Ở đây không biết là các bạn có bay du không? Ít người đợt đấy, ít người quay bay du lắm. Cái tỷ lệ banner của bay du nó chỉ cao hơn banner của ai tôi quên mất rồi nhỉ? Của nhân vật nào quay lại mà tôi quên mất này. Thấp nhất kỷ lục ấy. Không nhớ, đây ai à? Đúng không? Rồi, sau khi mà lấy cái dương này xong nhá, các bạn sẽ điều khiển bay du của mình. Các bạn bay theo cái này, bay khéo khéo nha. Đó, chúng ta sẽ nhảy xuống cái cửa sổ bên này. Ngay dưới cửa sổ chúng ta sẽ có cái dương siêu cấp. Chỗ này để các bạn mở cái nhiệm vụ có liên quan đến những kẻ lười biếng ấy, một trong 4 cái nhiệm vụ thế giới của Viện Khoa học Fontaine. Từ cái chỗ lấy dương đấy các bạn nhảy thẳng xuống bên dưới này. Nó sẽ hơi chóng mặt một chút xíu nhá. Bạn nào tiền đình yếu như tôi là bắt đầu chóng mặt đấy. Đấy, tôi xoay 2 vòng thôi mà cảm thấy chóng mặt cực kỳ luôn á. Trời ơi, đi xuống cái này lấy cái này là một áp lực luôn đó. Ơ nhưng mà tôi không bị say xe nhá. Tôi không bị say xe hay là hồi xưa có say xe đâu, nhưng mà kiểu tiền đình yếu ấy. Còn bây giờ thì mình đi xe, đi máy bay nhiều, thành ra là tôi không bị say xe, say tàu, say máy bay nữa. Mà tôi chỉ bị nó kiểu bị mệt mệt ấy, nhìn nó cứ bị chóng mặt ấy. Các bạn mang cái cục đấy, các bạn mở cái cửa bên dưới này ra nhá. Cứ mở trước đi, sau này mình vào thì mình chỉ cần vào cái cửa bên dưới thôi. Và ngay cái cửa này chúng ta sẽ có một cái trụ tiền cho các bạn. Đó. Thì đỡ phải trèo lên trên đấy làm gì cả, mình có thể đi cái cửa chính luôn. Bây giờ các bạn sẽ quay trở lại cái Viện Khoa học Fontaine mới này. Rồi, bây giờ các bạn quay ra đằng sau, chúng ta sẽ giải đố những cái dương ở cái khu Fontaine mới này. Đây, các bạn sẽ bay xuống bên dưới này trước này. Có một chỗ các bạn đánh quái và nhặt dương. Đầu tiên các bạn đánh quái trước. Rồi, bây giờ các bạn sử dụng cái camera này. Các bạn lấy cái cọc này, các bạn bắn vào cái cọc này. Bây giờ các bạn ra mở cửa nhặt dương. Đơn giản nhỉ. Rồi, anh em lại quay trở lại cái khu Fontaine mới nhá. Rồi, lại đằng sau quay. Các bạn tìm đến cái cây nào mà có một cái trái bun lồ ở trên cái cây ấy. Đây rồi. Anh em thấy chưa? Đó, nó đấy. Các bạn trèo lên cái cây đấy để lấy cái trái bun lồ ấy xuống. Khó trèo nha, không dễ đâu nha. Đấy, thấy chưa? Chứ trái bun lồ là trái gì? Quả hồng đúng không? Tiếng Việt anh em mình gọi là quả hồng à? Đây, các bạn từ cái điểm dương đấy nhá, các bạn trèo lên trên này. Ở kìa, dậy giống é. Trèo lên thôi chứ. Thôi xong, hết thể lực rồi, giống lắm. Ừ thì biết ngay mà. Khinh địch thôi. Đây, anh em chạy sang bên này. Rồi, các bạn trèo lên trên này. Các bạn mở khiêu chiến lên và chúng ta sẽ bắn 7 cái thùng nổ nhé các bạn. Với cái tài thiện xạ của tôi thì mấy cái thùng nổ ấy không nhằm nhò gì, đơn giản. Trình của tôi kiểu bách phát bách trúng ấy các bạn. Rồi, từ điểm này các bạn nhảy sang phía đằng sau này. Đây, có cái rãnh nhảy xuống này.
Đó, các bạn nhặt cái khối màu trắng ở bên này trước. Các bạn bắn nó vào. Ok. Các bạn bắn vào, đấy, bắn vào cái cọc này. Rồi bây giờ các bạn mở cái cọc lên, vuốt cái cọc. Rồi các bạn đánh cái cọc 3 lần. Tôi chắc chắn với các bạn là cái cọc ở trên đất liền bắn nó khó hơn là cái cọc ở dưới biển nhá. 1 2 Ok. Chả lẽ tua đoạn này đi nhờ. 1 Nào từ từ nào, từ từ nào, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. 2 đúng rồi. Hay đấy, người ta bỏ đầu xuôi thì đít mới lọt mà. Trời ơi. Nó phải xuôi xuôi như thế thì mới cảm giác mới có dương. Ngay cái thứ hai đã lệch thì chán. Rồi từ điểm này các bạn nhảy xuống bên dưới. Các bạn nhìn thấy bên dưới có cái dương đang bị mấy anh robot canh giữ không? Rồi các bạn đánh quái vào nhà dương nha. Uầy, tôi nói từ nãy giờ ra dã 1 tiếng 10 phút rồi các bạn. Đau hết cả cổ họng. Hơn 1 tiếng. Không cốc nước nào. Ngồi nói. Rồi từ cái điểm lấy dương đấy nhá, các bạn nhảy sang bên này. Thôi xong, đến cái chỗ giải đố này khó này. Nhưng mà từ từ đã, nhặt một cái trụ tiền bên này đã. Rồi nhặt cái giọt nước bên này nữa. Ok, các bạn nhảy xuống, nhặt giọt nước bên này. 2 này, nhặt giọt nước thứ 3 ở đây này, 3 này. Các bạn gắn nó vào giữa này. Cái này lưu ý, thật lưu ý theo lời tôi nói nhá. Các bạn bắn cái này trước. Thật từ từ, đừng vội, không thể vội vàng như thế. Các bạn đợi cái trụ kia nó ra đấy. Thì các bạn mới bắn cái trụ số 2 này nhá. Tuyệt đối là không vội vàng như bảy tôi lúc này nhá. Bảy tôi lúc này là vội vàng thì ra bây giờ là phải sửa này. Đấy, tôi bắn cái này một lần này. Rồi, tiếp tục là bắn cái này một lần này. Rồi, bắn tiếp một lần bên này nữa này. Tôi đang cố gắng để khắc phục cái sự ngu si của mình ấy. Cái tội vội vàng các bạn ạ. Rồi, bắn tiếp một lần bên này này. Đó, may thế. May thế vẫn sửa được. Thực tế là các bạn phải bắn cái một này đầu tiên. Sau đấy là các bạn mới đợi cái trụ kia nó đi xong, các bạn mới bắn cái trụ thứ hai. Chứ tuyệt đối là không có vội vàng bắn cái một xong bắn cái hai luôn nhá. Là các bạn sẽ phải sửa như bảy tôi, mất nhiều thời gian hơn á. Rồi bây giờ từ cái điểm đấy các bạn chạy sang phía bên điểm kêu chiến bên này. Anh em lặn xuống bơi cho nó nhanh. Căn bản là tôi cứ nghĩ là cái đấy ấy, mình có thể là bắn nó nhanh được, nhưng mà không ngờ có phải đâu các bạn. Cái đấy nó không phải là nó cố định đâu, nó sẽ có thể thay đổi được. Bắn nhanh quá là chết. May quá cái quả cuối vẫn cứu được. Còn đấy là tôi là may ấy nhá. Với ông nào mà kiểu đen ấy, thì thôi chắc là bắn ấy cả ngày không xong luôn á. Thế nên các bạn phải cẩn thận. Rồi, ok. Chúng ta bắt đầu là buông tay thôi. Ngắm cảnh thôi. Nó đưa các bạn đi một vòng ấy mà. Cái map số 2 này ở bên Fountain 4.1 ấy, cái map viện khoa học này này, nó lớn gấp đôi so với cái map 1, cái map Leafy. Thành ra cái thời lượng của các bạn tốn nó chắc phải tầm gần 3 tiếng để các bạn nhặt xong, nếu mà làm theo video, vừa làm vừa xem. Còn bởi tôi là cắt bớt đấy. Bởi tôi chỉ không để lại những đoạn khiêu chiến, mà bởi tôi chỉ có cắt cái đoạn khiêu chiến đi thôi, mà nó còn 1 tiếng rưỡi. Là các bạn thấy là nó dài cái mức nào rồi đấy. Rồi từ cái điểm này nhá, các bạn dịch chuyển lại cái điểm dịch chuyển chỗ viện khoa học Fountain mới này. Rồi bây giờ các bạn bay phía trước mặt này. Có cái bức tường đổ đấy. Từ bức tường đổ các bạn nhảy thẳng xuống bên dưới. Đó, bơi bay qua hai cái rãnh núi này này. Rồi bây giờ nếu các bạn không có Zilan, không có Nileti thì các bạn có thể là bay. Còn nếu mà tôi có, thế là tôi tận dụng chạy bên dưới cho nó nhanh. Đấy, các bạn chạy đến công trình đổ phía trước. Rồi, các bạn chạy ra phía đằng sau để chúng ta lấy một cái khối màu đen. À, nó khối màu trắng. Rồi, các bạn đánh vào khối màu đen đằng sau này. Ok, các bạn lấy cục pin này. Các bạn gắn vào cái cọc này. Tôi ghét đánh cọc cái thích nhỉ. Đánh ngu cứ phải đánh đấy. 1 Mày mà trượt đi. 2 Mày trượt làm sao? Nó vẫn trượt được thề luôn đấy. Đâu hiểu kiểu gì luôn. Tôi ghét đánh cái cọc kể thế nhở. 4.2 mà nó còn cái cọc này nữa thì thôi đấy nhá.
Rồi, từ cái điểm đấy các bạn bơi xuống bên dưới mặt nước này. Chúng ta sẽ nhặt 3 cái dương ở bên dưới nước. Đầu tiên thì các bạn lấy năng lực của con sứa nhá. Ok. Rồi ok, các bạn lặn thẳng xuống bên dưới. À, bên dưới cũng có sứa à? À ừ, thế thì được. Rồi, chỗ này các bạn thấy có mấy hòm không? Các bạn phá hết cái hòm này đi. Phá hết mấy cái thùng ở dưới, cái hộp cốm ở dưới này đi. Đó, xong các bạn phá tiếp cái hộp cốm ở kia nữa là xong. Easy dương. Cái map 4.1 này anh em mình chỉ có thể mở được level 30 ở cái đài phun nước thôi. Các bạn là muốn mở nhiều hơn thì không có đâu các bạn. Vì vậy các bạn sẽ thừa rất là nhiều ấn thủy. Các bạn phải thừa hơn 200 ấy. Từ cái điểm phá lúc nãy nhá, chúng ta sẽ bơi đến theo cái rãnh nước ấy. Các bạn sẽ đến cơ quan này. Đầu tiên các bạn bật cái này sang màu vàng trước này. Các bạn nhìn quả bóng nhá. Đấy, nhìn quả bóng nó chuyển nước đã. Rồi ok, nó chuyển đến cái mức này, các bạn bắt đầu là tiếp tục chuyển cái này sang màu xanh. Đó, cứ từ thôi, không vội vàng. Theo kinh nghiệm của cái vừa lẫy ấy, cái bắn mấy cái bình nước vừa lẫy là bởi tôi đã không vội vàng rồi. Cứ bình tĩnh thôi. Đến đoạn cuối rồi, chỉ còn có chục phút nữa là xong rồi mà vội vàng là chết. Từ điểm này các bạn nổi lên trên này. Rồi ok, nào. Nổi lên. Lướt. Xoài. Được không? Các bạn chạy lên trên cái đỉnh núi này nhá. Cái quả đồi ấy, không phải đỉnh núi, đỉnh núi thì cao quá. Các bạn lấy viên nước này, các bạn bắn cái cục nước này để nó nhân đôi nhân ba lên. Rồi các bạn gắn xong cái này. Tiếp theo chúng ta sẽ lại lên trên cái đỉnh núi đấy, cái quả đồi ấy chúng ta đợi. Cũng làm y như thế với ba cái à, với bốn cái hộp cái bình nước còn lại. Tôi đang tính là không biết là quay Ride Tesley hay là skip về đợi thủy thần các bạn. Ride Tesley thì nhìn cũng khá là ngon, nhìn cũng mờ lem các kiểu. Nhưng mà sao ta? Nếu mà quay của banner sau thì tôi lại không có nguyên thạch để quay thủy thần. Thế nó mới dở. Mà cũng sợ là tôi lệch grade cơ. Đợt này tôi lệch grade ra đây à đâu. Tôi quay lệch grade ở trên livestream với các bạn ấy là lệch ra Chinari đúng không? Sau đó mới quay ra New Village và bây giờ tôi hết nguyên thạch rồi. Quay nữa là không có bảo hiểm ấy. Tôi sợ lệch thôi. Các bạn dịch chuyển lại cái điểm dịch chuyển ở chỗ bên trên này nhá. Bây giờ các bạn chạy xuống bên dưới này, chạy qua cái cô bé đạo sĩ gió đấy. Rồi các bạn chạy phía trước này, chúng ta có điểm khiêu chiến bắn thùng nổ này. À mà sao gọi là đạo sĩ nhỉ? Có cái tên gì rất là hay, mới cho là cái tên gì nó mỹ miều lắm mà tôi quên mất rồi. Kiếm sĩ, không phải kiếm sĩ. Là cái gì ta? Đặc vụ, ừ đúng rồi, đấy. Đặc vụ gió, đặc vụ băng. Mẹ ông ấy cứ đạo sĩ. Thế, tôi nghe tôi thấy cấn mà. Bố sư. Chả hiểu kiểu gì. Rồi, các bạn chạy sang phía bên này. Các bạn đánh quái vào nhặt dương của mình thôi. Cứ đạo sĩ gió với đạo sĩ băng. Nó đặc vụ, ừ, tôi nhớ rồi. Cố gắng là sau này lưu ý là đánh đặc vụ nhá. Rồi từ cái điểm này này, các bạn chạy lên phía trước mặt của chúng ta một chút thôi. Các bạn lấy cái khối năng lượng màu trắng này. Các bạn bắn vào cái này. Rồi các bạn lấy cái cục pin này. Các bạn lại ra cái đánh cái cơ quan củ chuối này. Ghét. Bây giờ tôi mà trượt cái lửa xem. Trượt làm sao? Thề luôn ý. Đéo hiểu kiểu gì luôn. Mẹ thế mà vẫn trượt được thì đỉnh. Mẹ thề. Rồi từ điểm này các bạn chạy sang phía bên này nhá. Đầu tiên các bạn cứ đánh hai con cua với cả à, đánh ba con cua với con cá ngựa, đánh hết đi. Thì anh em mình giải đố cho nó dễ. Sau khi đánh xong các bạn sẽ di chuyển cái hộp này. Các bạn nên làm theo bảy tôi, từng bước một nha. Đừng có mà vội vàng. Đấy, di chuyển cái đấy là một lần này. Tiếp tục các bạn đuổi theo cái hộp này, di chuyển tiếp lần số 2. Rồi. Đấy, các bạn di chuyển hai lần, các bạn bắn một lần. Nhớ này, di chuyển hai lần. Rồi, bắn một lần, bắn vào đây một lần. Ok. Tiếp tục này. Bây giờ các bạn lại di chuyển cái này ba lần, bắn một lần.
di chuyển một lần này, chạy đến trên kia các bạn đợi trước. Cái cơ quan này hoạt động kiểu gì? Tức là nó sẽ có một cái trụ, nó sẽ đi ngược lại bốn cái trụ khác. Bình thường nó sẽ hai trụ, nhưng bây giờ đang là bốn trụ đi ngược lại một. Các bạn làm sao mà phải di chuyển lại bốn cái trụ này? Nó chỉ có một cái trụ đi ngược lại thôi, một cái trụ đi ngược lại một cái bình này. Mà tôi không biết giải thích cho các bạn là thế nào, các bạn hiểu. Nhưng mà cái cơ chế giải đố của nó là như vậy. Rồi, các bạn đẩy lần số 3 xong nhá. Đẩy 3 lần xong này, các bạn quay về đánh đây một lần. Đó, bây giờ các bạn nhìn này, bốn cái nó đồng bộ với nhau và có một cái nó bị lệch đúng không? Rồi, bây giờ các bạn đẩy một lần nữa. Đẩy cái trụ này vào đây, một lần. Đó. Thì cái trụ này sẽ giữ cái này và nó sẽ không đi đâu nữa. Bây giờ các bạn bắn cái này một lần là xong. Thì cả 5 cái đồng cùng phát sáng. Đó. Nó kiểu đấy, các bạn phải giải đố làm sao có 4 cái nó bị khóa và một cái nó phải bị phong ấn là được. Rồi, từ cái điểm này các bạn chạy lên con đường kia, chúng ta sẽ có một bé tiên linh. Các bạn chỉ việc đi theo tiên linh thôi. Các bạn thấy tôi có bài du các bạn thèm không? Thèm đúng không? Làm gì có đâu. Bài du là banner hiếm đấy. Không phải ai cũng có bài du đâu. Mặc dù mang đi La Hoàn thì ít ai mang La Hoàn lắm, nhưng nó không có tác dụng nhiều trong La Hoàn. Nhưng mà đi kiểu ngoài map này là hơi bị tác dụng đấy. Hồi máu nhiều, dễ build, còn hỗ trợ tốt nên đi. Rồi hồi. Thật ra tôi quay về sưu tầm nhưng mà tôi cũng có mang đi La Hoàn đâu. Đợt đấy quay không hiểu sao lại không có bảo hiểm lại ra con bài du, nhưng mà cũng được, chơi cũng được. Rồi, sau khi mà đến cái cửa này các bạn đánh quái nhá. Nhớ đánh quái trước ấy. Sau khi đánh quái xong các bạn mới khởi động được cái camera này, các bạn đổi cam trước này. Rồi bây giờ các bạn lấy cái pin này, các bạn đổi cam. Các bạn lại bắn cái pin vào đây. Ok, chúng ta lại ra khiêu chiến cái trò củ chuối này. Nào, 1, 2, mày lại trượt nữa đi. Rồi ôi, rút kinh nghiệm rồi, trình lên rồi. Nhá, dăm ba mấy cái trò củ chuối. Yêu cái trò ghét thật. Cái cơ chế để tí nữa bao giờ mà MiHoYo gửi cái phiếu điền khảo sát, tôi sẽ ghi vào là đừng làm mấy cái trò củ chuối kiểu như vậy nữa, ghét. Rồi, từ cái điểm đấy các bạn sẽ chạy sang rìa của cái map này nhá. Bên tay trái đấy, chúng ta sẽ có một cái điểm khiêu chiến ở bên dưới này. Các bạn mở khiêu chiến và nhận dương thôi. Rồi, bây giờ các bạn dịch chuyển lại cái điểm dịch chuyển ở chỗ hẻm núi Talata nhá. Cái chỗ này nó thuộc cái khu vực đại sảnh Fontaine rồi, nhưng mà đây sẽ là cái dương mới của các bạn. Đó, các bạn bơi ngược sang đằng sau. Chúng ta sẽ có một cái khiêu chiến. Các bạn mở lên và chúng ta... À, các bạn nhớ lấy năng lực của con cá đuối hoặc con cua. Đây này, chỗ này con cua này. Các bạn lấy con cua này cũng được. Rồi, chúng ta sẽ đánh quái vào nhặt dương của mình. Con bạch tuộc ấy bơi dưới nước nhìn đẹp nhỉ các bạn này. Bây giờ là bầy tôi đang có khoảng 250 cái ấn thủy. Nào, chúng ta sẽ đi mở cái đài phun nước. Đài phun nước thì cái trước cái map mới, map đợt trước là map gì nhỉ? Ly Phây thì bởi tôi có mở đến level 29 rồi. Thành ra bởi tôi mới còn có 250 mấy cái 247 48 cái ấn thủy thôi. Còn nếu các bạn chưa mở các bạn phải tầm 500, 5 lít. Rồi, bởi tôi sẽ mở lốt cái level 30 nhá. Các bạn không thể mở được quá đâu, bởi vì cái map này nó chỉ mở tối đa được level 30 thôi. 30 thôi, 31, 32 thì không mở được. Đấy, bây giờ thì chúng ta đã còn thừa bao nhiêu? 217 cái ấn thủy này. Rồi, chúc các bạn thành công. À, các bạn muốn xem tôi quay banner vũ khí không? Ủa, tôi quay nổ chấn lều với led nữa thì 10 điểm nha. Úi giời ơi. Ôi, nhìn nó biết rồi. Thế nhá, chúc các bạn thành công.